À, tôi hướng dẫn các anh chị phần tiếp theo, phần thì lấy API dữ liệu từ API hiển thị lên table. Các anh chị có nguyên nhân tại sao mình cần phải API ha? Chị thấy như vậy. Thì thông thường á, nếu anh chị có một ứng dụng mà muốn xài cho vừa điện thoại vừa website thì về nguyên tắc anh chị có thể gì? Mỗi cái ứng dụng này sẽ là một DB riêng. Và các bạn phải có gặp một bài toán là làm sao mình xin mình đồng bộ ba cái dữ liệu này lại. Đúng không ạ? Thì có một cách mà làm đơn giản hơn là người ta sẽ viết một API và các ứng dụng này sẽ gọi API này để thao tác. Phần này sẽ kết nối với DB thì mình không có mất thời gian gì mình xin dữ liệu nữa. Thì cái API tôi đã chuẩn bị cho các anh chị một cái link API trên đây rồi ha. Đúng rồi. Thì khi tôi muốn lấy dữ liệu thì nó sẽ ra cái hiển thị thông tin như này. Rồi, đây là lấy dữ liệu, một API lấy danh sách user dữ liệu. Được không ạ? Rồi. Thì ở đây tôi muốn lấy dữ liệu để đưa lên thông tin trên đây thì làm sao? Thì tôi sẽ viết một cái hàm là BigQuery đúng không ạ? Test thử ha. Rồi, đây là cách nhúng vào BigQuery hôm trước mình học rồi. Thì mình sẽ khai báo một cái biến là gì? Quy tắc chung là ORM user by đúng không ạ? Và mình sẽ dùng dạng user dish chẳng hạn, được không? Từ API thì các anh chị có một hàm chung, tôi viết hàm chung ở đây vì mình call API rất là nhiều nhưng mà sẽ sử dụng một hàm chung, tôi được viết chung thì các anh chị copy vào. Rồi, tham số đầu tiên là tham số kiểu dữ liệu gọi, thì đây là phương thức post được không ạ? Phương thức post thì mình để post, mình có get và post thì thường các anh chị sẽ làm post đúng không ạ, để bảo mật. Rồi, link là link nào? Link thì các anh chị xài link này cho tôi. Rồi, ha. Rồi. Rồi, cái tham số tiếp theo là tham số đầu vào, đúng không ạ? Nếu mà cái hàm không có tham số nào, các anh chị để trống như vậy. Nhưng nếu có thì mình coi mô tả có mà. Cái hàm này thì có tham số đầu vào, cho nên các anh chị phải tạo cho tôi một cái tham số đầu vào. Ha. Đó là như vậy. ORM user và para data hả? Đúng không ạ? Bằng và ở đây truyền vào các chị phải là một cái mạng hả? Để quy ước rồi. Rồi, các anh chị cái tham số này thì mình sẽ dùng mạng which rồi ok. Và thay bằng dấu này ạ. Chắc chắn ha. Rồi, cái t đây là tham số cho nên các chị copy này vô giống đúng không ạ? Rồi, cái đây là tham số đầu vào các chị thì mình sẽ thay thế bằng này, trường hợp không có để null, để trống thì nó tự chạy. Thì tôi quay qua hàm chung này thì cái API này tôi viết hàm chung khá sẵn ha, thì anh chị thấy nó đã chạy qua đúng không, nó có nối dòng này vô rồi nó sẽ trả dữ liệu về. Tôi sẽ kiểm tra thử nó đã có chưa ạ. Coi tôi có dữ liệu lấy về được chưa. Thay vì mình phải lên trên đây mình coi như vậy thì cô lấy về được chưa ha. Tôi đưa mình đây, mình đã lấy dữ liệu về được rồi hai anh chị. Bây giờ mình sẽ đưa dữ liệu vô đây thì sao? Rồi, tôi sẽ tiến hành đưa vào ha. Mình đã có rồi. Thì các anh chị này thấy quy tắc chung của ở đây là gì? Cứ dòng 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 dòng. Đây là số lượng ở dòng này mình không biết, tùy cái API trả về bao nhiêu. Hiện tại ở đây là 2 thì tôi sẽ viết làm 2. Cho nên ở đây các bạn chú ý mình chỉ sử dụng vì nó như nhau hết cho nên mình sẽ chỉ còn lại một dòng đúng không ạ, và tôi copy cái dòng này đúng không ạ. Làm sao chuyển copy bi nhanh thì các bạn vô đi convert ha. HTML to PHP ha, đây là tool rồi thử ha, tool nào cũng được ha, thử ha, mình ring ha, convert nào rồi. Oh, cái này xấu quá, mình thầy thì muốn nó cần echo rồi không xài link này được, thì các anh chị vô link này thôi ha, vô link này ha. Rồi mình nhấn HTML rồi như vậy mình copy đúng đoạn này đúng không, copy và vô đây mình dán ha, dán này được không, hai rồi. Đây là nó tự chuyển cho mình khỏi mất công phải gì cộng chuỗi vô phiền đúng không ạ.
Rồi, cách code này. Và các anh chị thấy này, ở đây phải một vòng lặp không? Thì tôi dùng for các bạn. In, tôi kêu ra y bằng 0 cho bạn. Y bé hơn. Làm sao biết cái độ dài của mảng thì count của list này. Đúng không ạ? Rồi, phải y cộng cộng. Các anh chị nhìn ha. Nhìn giúp tôi. Tôi sẽ cho và trước đây. Và đừng cho có cái kiểu cái sở dữ liệu này. Các anh chị thấy này, ở đây là tôi format này nó mô tả như nào. Format này, tôi copy cái này. Tôi sẽ format design cho nó đẹp ha. Mình coi thử nó như nào. Các anh chị nhìn thử. Set. Đây, kiểu dữ liệu nó trẻ về 3 tham số đầy di xanh nha. Đầu tiên là một status đây key. Đây là value. Thì cái key trẻ về giá trị là gì? Key này, value này. Cái này là key. Trong này là một cái mảng, cái này là một bộ dữ liệu này. Đây là mảng thứ 0 này. Đây là mảng thứ 1 này, được không ạ? Thì lúc này để lấy được dữ liệu này thì các anh chị làm gì ạ? Tôi sẽ dump. Đúng không ạ? Tôi chỉ muốn lấy cái phần dữ liệu thôi, còn status tôi không quan tâm. Thì chỗ này tôi sẽ đỡ vậy ạ. Các anh chị dùng vậy. Mình truy cập đến đây và mình lấy chữ gì ạ? Data. Đúng không ạ? Data này đâu? Ở đây. Đây, chữ data lấy cái kia. Thì khi các bạn đâm ra coi thử có gì ha. Tôi sẽ tôi bỏ này trước đây. Xíu nữa tôi xử lý cái này xong. Rồi. Mình ra coi thử đúng không ạ? Mình thiếu một dấu mốc. Rồi các anh chị thấy nó không còn gì ạ, không còn kiểu dữ liệu cái phần đem mảng thứ không này thấy không ạ, sau đó mảng thứ một này đấy thấy chưa. Rồi giờ thầy muốn lấy cái vị trí thứ một này sao, thứ không user thứ không thì sao, không đúng không, thì nó sẽ ra cái này là không đúng không ạ, thì cái này là một, là một. Ok phần này hiểu không ạ. Rồi thì lúc này thầy sẽ khai báo một cái biến là gì, list này đúng không ạ, user API này là có một list dữ liệu trong API. Chỗ này thầy chỉ khai báo, chỉ cần lấy cái data thôi. Thì chỗ này cần gì ạ? Và data này đúng không ạ? Rồi, phần này đã đến data rồi. Thì lúc này khai báo là một cái danh sách user đúng không ạ? Rồi. Và ở đây dòng for tôi lấy user đó, có bao nhiêu user tôi hiển thị ra. Thì chỗ này count, chỗ này đúng không ạ? Và cộng lên ta. Rồi. Chị nhìn cho nó đẹp ha. Cái này chắc dư rồi thì mình bỏ đi. Rồi, mình sẽ có lúc này các anh chị coi thử mình có bao nhiêu dòng dữ liệu ra ha. Thử nó chỉ có một dòng thôi hả? Rồi ha. Có dòng for đúng không ạ? Mình bỏ dấu chấm này rồi cho nên nó sẽ mất rồi. Chị chú ý này. Có thử ha. Đó là bị gì? Đi không? Sao ra ta? À, list. À, xin lỗi, đây. Đây, hai dữ liệu hai dòng. Thì mình đưa dữ liệu vô sao ạ? Ở vị trí này tôi muốn đưa là tên người vô. Thì tôi coi format thôi. Trong PP thì các bạn dùng dấu này để nối được ạ. Nối chuỗi. Và tôi sử dụng này ạ. Thứ mấy ạ? Chính là y đúng không ạ? Vì không đúng không ạ? Mình muốn lấy cái tên của nó thì sao ạ? Đơn giản, mình muốn lấy tên thì mình coi format thôi. Đây các anh em thấy ạ. Rồi, tôi copy tương tự ha. Mình cứ sai tương tự, bình tĩnh mà làm thôi. Đây, thì sẽ có gì ạ? Cái email chẳng hạn ha. Được không ạ? Tôi bỏ hai cái từ này.
này tôi cho bát ruộng. Cái này gì mình đưa vô nó sẽ lấy dữ liệu đó thôi. Ok, toàn bộ luôn luôn cho phép này. Đây, dữ liệu mình đã đưa vô thế mà. Đúng không? Vẫn chạy bình thường. Thì cách thay code là vậy thôi. Rồi ha. Rồi. Ở chỗ này chú ý cho tôi cái phần làm sao mình đúng cái mã select row, đúng không ạ? Thì chỗ này Redirect xong, ID này phải thay đổi. Nó phải thay đổi thì sao ạ? Thì mình sẽ dùng cái chuỗi ID này tăng lên. Thì mình có nháy. Đấy. Chỗ này là dễ sai nhất của việc việc. Thì lúc này tôi muốn ID nó tăng thì tôi sẽ cho gì ạ? Y cộng 1. À cái tên mình nhỉ? Vì tắt tên mình là Tabiro. Đúng không ạ? Đúng cái tên này. Rồi, cái này là cái chuỗi đúng không ạ? Cái chuỗi này tôi không muốn đổi đúng không ạ? Cộng cho gì ạ? Cái này cái chuỗi này. Cộng cho. À. Y cộng thử ha, cái này ID mình thử đến trước ha, có thử ID này bao nhiêu ạ? Đây các anh chị thấy row một ạ, cái này sẽ row đúng, mình phải chỗ này phải mong đợi là gì, ID 2. Ok vậy đúng chưa? Rồi bây giờ tôi muốn cái giá trị này thì sao? Quá đơn giản, thì các bạn cũng gì đưa hai dấu nháy vô ạ, cộng cái chuỗi vô đúng không ạ? Rồi làm sao tôi muốn cái value, thì value ở đây đơn giản là gì? Y cộng 1 đồng ý không? Rồi coi thử chạy giống bình thường chưa ha? Một này. Đúng không ạ? Rồi ok xong. Nó đang sai nhưng mà đã chỉnh lại cho đúng rồi. Rồi cái group này mà không đổi, cái hàm này không đổi thì thôi, vậy thôi. Rồi phần này là đã chỉ xong phần hiển thị lên trên này.